Rồi, xin chào mọi người quay lại với kênh YouTube Phạm Hà Linh. Xin chào mọi người quay lại với kênh YouTube Phạm Hà Linh. À, đây là chuồng rùa núi vàng cùng với những cây xương rồng tay thỏ. Con rùa đâu, con chỉ đi. Đây. Rùa to không? Đây. Ờ, rùa đúng, đây. Đúng rồi. Rồi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Quay lại. Quay lại. Với kênh YouTube. Với kênh YouTube. Phạm Hà Linh. Phạm Hà Linh. Hello. Hello. Đấy, đây là một mấy cái hộp là mình ươm xương rồng tay thỏ đây. Đấy, còn ở dưới đây là cho các em mình ăn thoải mái luôn. Đấy mọi người nhìn kìa, em mình đang gặm cái gốc cây kìa. Em rùa núi vàng này đang gặm gốc cây. Gốc cây xương rồng. Đấy. Bố đi đây. Bố đây. Anh đi vậy. Cái gì cái gì? Đây là chuồng mình nuôi ở ngoài trời, tự nhiên là gần như là 100% luôn nhá. Có ánh sáng chiếu vào, có hang trú. Nắng mưa là có thể là chiếu vào và gọi là phủ khắp 2/3 chuồng luôn. Đây là một chuồng là mình cho 4 em của núi vàng. Chỗ này nó khoảng tầm 3m2. 4 em là tương đối là rộng. À, khoảng tầm 2,5m gì đó. Đây là toàn những cây xương rồng tay thỏ mình mua về mình ươm. Thì chỗ này là ươm tạm ở đấy, xong là các em ấy tiện thì các em ấy ăn luôn thôi. Mình có mấy chuồng, mỗi chuồng có một chế độ nuôi riêng khác nhau. Thì vừa nuôi và nghiên cứu dần dần. À, những em rùa baby thì là mình nuôi ở vị trí dưới. Còn nhiều em size sinh sản ấy thì mình để ở quê. Đấy, đây mà mình sẽ ăn. À, bắt thử em ốc vẫn về đây xem em rùa bay không. Có ăn không? Có ăn. Được. Nhưng mà không biết là có cắn được không. Con này lúc nãy mình bắt được rồi. À, có cắn được, vỡ rồi. Thế là có được một em ốc sên ăn rất là ngon. Con rùa ăn gì đấy con? Con rùa ăn ốc sên. Ok. Nó ăn giỏi nào. Rùa núi vàng. Rùa núi vàng là rùa ăn cây mọi người nhá. Thỉnh thoảng là mình sẽ bổ sung. Con bảo gì con? Con về đây con nhìn rùa ăn một tí này. Đấy ví dụ như là cây đâu? Cái bông hoa. Cái xương rồng. Đây này con, này con bố bảo này. Con nhìn này, cái lá này. Cái lá này là con rùa nó ăn, nó gặm hai bên mà đúng không? Đấy. Trồng ở đây là sẵn tiện là các em kiện là các em mới ăn thôi. Gần như gọi là theo kiểu là gọi là gì nhỉ? Gọi là cái nguồn rau lúc nào cũng tươi tốt. Thích ra ăn miếng nào thì ăn. Đấy, còn phía trên này mình trồng gọi là mấy đậu luôn. Vẫn kiên trì. Những cái bẹ xương rồng tay thỏ này rất là to.
thức ăn cho các em rùa trên này cực sẵn. Đây là mình đã cho các em mình ăn em ốc sên rất là to. Đấy, cấp nào cũng có. Đây mấy khi gọi là bổ sung dưỡng chất. Bình thường là ăn chay thôi, nhưng mà gọi là thỉnh thoảng là vẫn bổ sung thêm giun ốc, thức ăn, sâu, dế. Đấy. Mọi người nhớ đăng ký kênh và chia sẻ với mình nhé. Kênh YouTube Phạm Hà Linh. Kênh của mình là chuyên về bò sát và đặc biệt là rùa. Trong kênh thì có đến 90% thì đó là những cái em rùa của mình nuôi là để làm clip. Có những em nuôi rất là lâu rồi, ví dụ như em này là mình nuôi cũng phải tầm 3 năm. Thức ăn thì ở nhà đây gần như là không thiếu, không hề thiếu. Có đợt vừa rồi là ít cái cây dâu tằm mình bị lụi mất. Còn xương rồng thì gọi là vô số kể luôn. Bí đỏ thì sẵn là về quê lấy. Đấy. Con rùa ăn khỏe không con? Con rùa ăn con gì đấy? Hả? Con rùa. Con rùa ăn gì? Con rùa ăn cây. Ăn con gì? Con ốc gì? Ốc sên. Rùa ăn ốc sên. Nói chung là rùa núi vàng là một trong những con rùa rất là dễ rồi. Rùa ăn ốc sên. Rùa ăn ốc sên. Nhưng mà mọi người nhớ nhá, nuôi con gì cũng nhớ tìm hiểu kỹ cái con mà mình nuôi nhá. Bố bán con này á? Không, bố không bán. Con này mũi đỏ không con? Đấy, hoa gì đấy? Hoa. Hoa hồng. Hoa hồng. Rồi con bảo xin chào mọi người đi. Bye bye. Bye bye. Xin chào mọi người nhé.